Chào mừng bạn đến với cuộc phiêu lưu dưới biển sâu của chúng tôi, nơi chúng tôi khám phá bí mật về những sự kiện bí ẩn nhất trên trái đất trận động đất dưới nước. Trong video hấp dẫn này, chúng ta đi sâu vào thế giới của các trận động đất dưới nước và khám phá cách chúng nắm giữ chìa khóa để hiểu về kiến tạo mảng, địa chấn và khả năng đáng lo ngại về sóng thần. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi khám phá các hệ thống giám sát tiên tiến và nghiên cứu hải dương học nhằm khám phá những bí ẩn về các thế lực tiềm ẩn trên hành tinh của chúng ta. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ cho bạn thấy những hiện tượng tự nhiên mạnh mẽ này không chỉ là một cảnh tượng, chúng là cửa sổ vào trung tâm hành tinh của chúng ta. Để hiểu được các trận động đất dưới nước, trước tiên chúng ta cần nắm được khái niệm kiến tạo mảng. Lớp vỏ ngoài của hành tinh chúng ta được chia thành những mảnh lớn gọi là mảng kiến tạo. Chúng liên tục dịch chuyển, va chạm và trượt vào nhau. Khi các mảng này tương tác dưới nước, áp lực cực lớn sẽ tích tụ theo thời gian, dẫn đến hoạt động địa chấn. Các trận động đất dưới nước cung cấp cho các nhà khoa học những dữ liệu vô giá về bên trong trái đất. Sóng địa chấn được tạo ra trong những sự kiện này giúp chúng ta tạo ra các bản đồ chi tiết về cấu trúc hành tinh của chúng ta. Và thật không may, một số trận động đất dưới nước gây ra sóng thần, những đợt sóng khổng lồ có thể tàn phá bờ biển. Các nhà khoa học theo dõi và nghiên cứu các trận động đất dưới nước bằng cách nào? Thông qua hệ thống giám sát tiên tiến. Các nhà nghiên cứu sử dụng các công cụ tiên tiến để ghi lại hoạt động địa chấn trong thời gian thực. Dữ liệu này giúp dự đoán các cơn sóng thần có thể xảy ra và cải thiện hệ thống cảnh báo sớm. Nghiên cứu hải dương học đóng một vai trò quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta về các trận động đất dưới nước. Các nhà khoa học dũng cảm khám phá độ sâu trong tàu lặn, thu thập mẫu và nghiên cứu đáy đại dương. Những nhiệm vụ này tiết lộ những bí mật địa chất ẩn giấu bên dưới những con sóng. Tóm lại, động đất dưới nước không chỉ là hiện tượng tự nhiên, chúng là cửa sổ nhìn vào lịch sử và tương lai địa chất của trái đất. Thông qua nghiên cứu không ngừng nghỉ và công nghệ tiên tiến, chúng ta tiến gần hơn đến việc hiểu được những bí ẩn của hành tinh chúng ta và giảm thiểu những rủi ro mà chúng gây ra.